cảm ơn. Yeah, of course. Hay là ứng vô cho cô cấp cho nào ăn không? Trong đây đầy đủ rồi đó.
Nếu không hàng không anh ơi, mua 12 thôi. Thôi, dạo đây đi, đang là vui nè. Ăn chiếu được, không ơi, đang mà ăn đi. Mới nhậu, chuẩn bị nhậu. Sao mới thấy nhậu, nhìn thấy Barbie quá à. Barbie là đẹp lắm, ở Villa lắm kìa. Ủa dạ. Chị thấy răng em có cần làm không? Không, răng đẹp muốn chết. Vậy đó hả? Không làm. Không làm hả? Không làm. Mũi. Đẹp rồi. Ấy không phải, ấy là chúng ta có chỉ có làm mũi không, chị không có làm thẩm mỹ, chuyên răng với lại mỹ phẩm thôi. Còn nhậu quá đi về quán xích lô ở cả đi về nhậu. Quán có xích lô này ngồi vui hết. Dạ thằng. Đi vòng cho đi vòng cho cả đi. Cả đi. Cả đi. Có cần áo không? Chạy với nhau lại cho dạ, không cần anh, không cần. Tụi em ok. Không biết à. Mới hát xong cho chị xong đã đi liền luôn á. Hát lâu cho miệt vườn. Hát lâu cho người ta miệt vườn. Dạ. Còn đôi cái mà có chị thấy anh nè. Ồ. Cái đồ chay. Đây này, còn đây này. Đây này. Đôi cái ngon lắm. Thôi vô ăn chay đi. Ăn chay à. Là giám đốc của Anna. Chị kêu. Có nghĩa là chị đi về là ở nhà là chị kêu hốt hết á. Đôi cái nữa. Ồ, vậy thôi quá ha. À. Ê, nhà bánh tay rồi cái gì cũng có kìa. Ồ, hay nha. Hàng Thanh Mai. Trồng cá, bên đây trồng cá Thanh Mai là nổi tiếng. Dạ. Ồ. Một cơm tẩm đây, cháy năng là nổi tiếng. Dạ. Cơm tẩm luôn hả? Cơm tẩm ở đây ngon, là nổi tiếng. Cơm tẩm. Dạ. Đúng. Cơm tẩm. Cơm tẩm. Cơm tẩm. Cơm tẩm. Ờ, đúng rồi. Cơm tẩm. À, ông nhắn đây nè. Con đang ở đâu để chủ tờ ở chỗ chợ. Dung dẻ. Em hồi sáng á là ông chạy lên cái chỗ chợ đó đó. Em đã xuống cái này rồi, vô xuống cái đây rồi. Bà đây là cái tội là tội nồi lão nha. Ngày hôm qua đưa đến livestream á, chúng sẽ ở đây một ngày mai. Thôi vô không bỏ đi đâu hết là cái tội đi chơi. Theo dõi hay không chơi? Không, ý là Kiều nói em muốn ăn sushi bên đây cũng được, qua ăn cũng được. Ngon không? Bên sushi đó ngon không anh? Không? Cái nhà hàng sushi đó ăn được không? Ok không? Bên này ngon, bên đây ngồi đi. Ok, chị qua đi chú. Không, ý là cho tụi em lên vòng trên kia đi, xong vòng xuống. Dạ, đi cho biết đó, biết đây. Vòng lên hết đi, không có vòng xuống lại. Người ta tiến cái lên đầu quá trời ha. Người ta đi với ca sĩ, người ta mới lên đồ. Trời người ta đi với ca sĩ hàng ngày, người ta cũng lên đồ rồi, nói gì vậy trời. Mà lo trời thôi vậy. Trong người em nó đang gọi là lân lân á. Sao lân lân gì gặp chị á. Trời đất ơi. Nào sắp xếp về đi rồi hát hội quán. À, Khuôn Dừa á, sẽ không bao giờ mà ngồi chung ở đây gặp Hoàng Lan. Lâm Thiền gặp Chợ Lách. Chợ Lách rồi. Qua đường hả? Vậy trên này qua đường. Tổ
có sợ mình uống á. Trời ơi, bình thường giấy gì lên đồ gì đâu. À bình thường là không có lên đồ gì vậy. Cái gì mới đó kìa. Để giải trí tụi con có đâu. Ờ, tâm sẽ xong luôn nha. Lao cái. Lao cái. Cảm nhận cuối tuần là chụp thang là một cái sổ. Nói gì cần bị không vậy? Không nghe được. Người bắt mà. Trong nó chuẩn bị kêu một bên này. Vậy nè, chị Dung không có gì hết. Cô chú người Việt hả chú? Hỏi chú trả lời tiếng Việt mà. Đúng đấy. Có tài. Cherry không chú? Hả? Cherry không? Không, cherry thì hôm mua nên làm gì có. Bây giờ hả? À, vậy mấy bữa nay mình ăn cherry là của gì ta? Cherry Mỹ. Không bán nhỏ đâu. Dạ. Tiếng Việt chú rành lắm. Tiếng Việt chú rành tại chú người Việt mà đúng không? Tao đây tao gì vậy chú? Tao mấy hồng này đi. Tao mấy hồng ốc luôn đúng chú? Đúng rồi. Ủa sao nó hết giòn rồi? Cho lấy cái dưới á. Con lấy cái giòn á. Cái đó nó mềm hơn rồi đó. Nó mềm mềm rồi. Ở dưới hả? Bưng cái này ra này. Không lấy cái này. Nào. Chú có hạt dưa nữa nè. Chú ơi, chú có bánh tráng trộn nữa chú. Chú có bánh tráng trộn, tráng trộn hả? Kìa. Em mua đem lên xe cho mọi người ăn. Mày đang đi du lịch hả? Làm ngành gì mà đi cổ tóc? Dạ nha khoa. À rồi hả? Dạ. Dạ nha khoa. Dạ. Trời răng chú đẹp quá. Cháu này, này bỏ đây đây. Dạ để chú cân nè. Chú có quay chú xấu như quay lên. Răng chú đẹp với chú, hồi đó chú làm đâu á? Con táo này không? Chú có miếng táo bự với táo nhỏ, táo nào ngon vậy? Táo rất kẹp. Thôi nhưng mà ý là cái trái nhỏ ấy chứ. Nhỏ. Trái nhỏ hả? Ủa bán trái của đứa nhưng mà nói như thế nào? Anh ơi. Không phải đâu này đâu. Cái này ăn ngon phải không? Ủa cái nó thịt ngon và tuyệt vời rồi. Ồ dạ dạ. Nó lúc nào mà cháu về Việt Nam thì mua đem về hả? Cái này là đa số là toàn đưa về Việt Nam đấy. Dạ. Đi yeah, con không? Dạ đi làm ở công tác. Dạ. Người ta mang về cái này mang về tặng nhau. Yeah. Cái này bao nhiêu ký ạ? À? À 12 đồng. 12 đồng một ký. Mang về hôm tháng rồi mang về cho công ty giữa tàu tàu cái này thì nó thích ăn này hơn. Thích này hơn hả? Ừ. Mà nhưng mà tàu tàu nó vào giữa mùa thì trái nó to hơn. Dạ. Yeah. Bây giờ mình ăn luôn được không chú? Chú cân đi. Cân xong đi rồi muốn ăn gì ăn. Còn trái gì nữa trời. Mua đem về khách sạn ăn mà. Cả nè. Dạ. Có trái mận không chú? Mận không có. Chú cân rồi nè. Ừ.
chắc bự ra ai. Bởi so sánh 10 năm thì đừng ăn. Nó ngon mà. À, nếu mà so sánh với 10 năm thì đừng ăn nha. Rồi, chè bự, chè đồ đầy đủ vậy đó hả? Dầu thì mang về được. Được, mình là chẳng hà mua dầu ở đây chứ đừng có mua dầu ở Việt Nam. Ngon quá không? Đó, nó luôn ngon đến chín luôn. Có hả? Có coi ngôi sao mịt giường đúng không? Lâu lâu có thấy con dẫn chương trình bên đó không? Chúng nó là bô Khương Dừa là cười say xưa. Đúng rồi, coi Khương Dừa là cười say xưa đó. Bên mạng gì? Tụi em bên nha khoa. Dạ. Mình mang qua bên đây hay là mình mang cái bên đây? Em qua để cho mọi người biết thông tin đó, rồi ai về Việt Nam làm văn thôi. Rồi nha, dạ. Làm ở đâu? Dạ, tụi em ở 3 tháng 2. Cho địa chỉ đi, mai mốt về biết đâu làm. Dạ, tại vì em để lại cái địa chỉ với số điện thoại nhé. Bây Kiều có nem cạc đây không Kiều? Ừ, cho anh xin nem cạc. Kiều kết nối với anh đi. Kết nối với anh. Ngon. Kết nối với anh. Đúng là mấy cái này ở trên TV, dạ. TV Australia nha. Là cái kênh này hả? Chú cũng thấy cái Việt TV Australia. Thấy hình như có. Đúng rồi. Chú thấy hình như quen kìa. Chú thấy hình như quen hả? Chú lâu lâu có coi con nó phụ giờ Việt TV Australia. Thứ bảy á. Thường thường á là cái này nó cho phép coi ở Việt Nam luôn. À. Vì nó giới thiệu luôn cả cái cho nên nó giới thiệu luôn cả cái gì cái nét Khánh Hòa đó. Cái kênh này nó rất là, nói chung là rất là hài lòng với chính phủ Việt Nam, nên Việt Nam nó vẫn opening. Để TV Australia mà. Xong cái này là bắt đầu tới thì có một số cái nó sẽ nói là Kiều phải làm ra nó có quảng cáo. À, có quảng cáo hả? Mình quảng cáo lên trên cái kênh này. Để em kiếm em liên hệ cái kênh đó. Dạ. Mà cái kênh người Việt thì khu lớn nhất là Springvale. Cách đây khoảng chừng 1 tiếng 15 phút. Dạ. Còn khu lớn thứ hai là St. Albans cách đây khoảng chừng 5 cây số. Dạ. Nhưng mà bây giờ là nhà hàng ăn uống mà. Dạ. Còn lớn thứ ba là ở đây. Dạ. Sunshine với lại Footscray. Yeah, cũng là ngang nhau xanh xe Footscray. À Footscray là có cái chợ ở không? Đúng rồi. Yeah. Cách đây khoảng chừng 7 phút. Dạ. Yeah, 10 phút. Vậy là cũng gần. Rồi thêm một cái khu nữa là gọi là khu Richmond. Richmond bây giờ nó xuống lắm rồi. À Richmond. Dạ. Đề nghị là mua cho mình hộp muối Hảo Hảo này đi để ăn trái cây nha bạn Kiều. Đây đâu có chấm đâu. Có. Xíu nữa coi có cái gì chấm. Nó chu đây có gì chấm không? Có xoài kìa, có xoài sống kìa ăn không? Xoài Đài Loan cũng nhập từ Việt Nam qua đó. Ồ, cũng từ Việt Nam qua hả? Ừ. Cái này nữa. Ủa, xoài đó ăn ngon lắm á. Ngon hả? Ngon, xoài đó là. Ngon mà trái luôn. Ừ, thì mình ở ngoài đường không thấy bán. Xoài đó là cái hàng hot chậm nhất thì nó mới mang qua đây quá. Dạ. Dạ. Anh hay là làm cái đại lý của Pha đi. Em để rồi xô rồi này kia đây nè. À. Xoài này á thì đúng rồi, bà con đi vào muối nha. Đi vào muối nha. Đi vào mua đồ rồi. Cháu có muối nha. Con có rồi, con mua cái hào nè. Đúng rồi, cái chai đó là chính xác. Ăn nó mới ngon đó. Rồi không nên nữa, còn lấy cái cắt vỏ đó. Dạ. Có cái cắt vỏ. Ừ, có. Ôi bây giờ mình cắt ở đây đi. Ý là chú có cắt luôn cho không? Bây giờ cầm dao đi. Không như cho mượn dao. Cho mượn dao rồi, giờ vậy thì tự cắt. Cho mượn dao. Dao này cắt trái cây mà nó trông nó vậy nhưng mà thôi em tắt kìa.